thấy được cái ý nghĩa tích cực của lề luật mà ngày hôm nay hình như là đôi khi ta quên, nhất là do ảnh hưởng của nhiều trào lưu tư tưởng. Cái lề luật mà Thiên Chúa ban tặng cho mình là nhằm cho mình sống à, chọn sự sống, chứ không phải là để hủy diệt, để giết chết mình. Nhưng mà lối sống của thời đại ngày hôm nay đó thì lại dễ gieo vào trong lòng chúng ta cái ý tưởng rằng tôi mà đi đạo, tôi phải giữ luật này, luật kia thì là tôi chết. Cái sự sống của tôi nó bị giảm thiểu đi. Giả như mà tôi không theo đạo thì có phải là thoải mái không? Đằng này theo đạo cái là phải theo cái luật này, theo cái luật nọ, mất tự do, đời sống mất thoải mái, mất hưởng thụ. Các anh chị thấy rõ không? Cái lập luận của thời đại ngày hôm nay nó là như vậy. Nhưng mà ở đây thì Môi-se giúp cho mình thấy ý nghĩa tích cực của lề luật là ban tặng sự sống. Và lúc đó ta khám phá ra hai điều này. Điều thứ nhất đó, là có những con đường người ta tưởng là sống mà hóa ra là dẫn đến cái chết. Tưởng là sống mà hóa ra là chết. Bây giờ giả như ta phỏng vấn một bạn trẻ mà nghiện ma túy chẳng hạn, rồi cuối cùng thì bị HIV chẳng hạn. Bây giờ phỏng vấn và hỏi bạn trẻ đó rằng, vậy thì lúc ban đầu khi mà em chơi ma túy đó, thì em muốn sống hay là muốn chết? Thì trả lời là sao? Không sống chứ, sống mãnh liệt chứ, phải không? Phải sống mãnh liệt chứ. Phải chơi cái này vào thì sống nó mới đã chứ, nó mới đến nơi, đến chốn, nó mới lên mây chứ. Nhưng mà rồi, cái mà mình nghĩ là sống thì nó dẫn đến cái chết. Và ngược lại thì Chúa Giê-xu nói với mình về cái nghịch lý của sự sống. Chính là chết thì lại dẫn đến sống. Hạt lúa mì gieo xuống đất mà không chết đi thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó chết đi thì nó mới sinh nhiều bông hạt. Cái nghịch lý của sự sống. Cái nghịch lý mà Thánh Phanxicô khó khăn hát ở trong Kinh Hòa Bình đó. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính lúc thứ tha là khi được tha thứ. Cái nghịch lý của sự sống. Và cái điều khó cho chúng ta đó là khám phá ra được cái nghịch lý của sự sống này. Không phải chỉ bằng lý luận mà là bằng con tim của mình. Và chỉ có Chúa Thánh Thần mới giúp cho mình khám phá được cái nghịch lý của sự sống. Không chỉ là khám phá mà có khả năng để sống cái nghịch lý đó ở trong cuộc đời của mình. Hình như là đôi lúc Chúa ban cho chúng ta có cái cảm nghiệm như vậy. Chẳng hạn như một ngày nào đó mà các anh chị hy sinh một buổi sáng đi làm công tác bác ái xã hội, đi thăm viếng một bệnh nhân, đi an ủi một người liệt lào chẳng hạn. Coi như mình mất một buổi sáng. Nhưng mà khi trở về nhà mình thấy tâm hồn của mình nó... Đấy, mình thấy tâm hồn của mình nó sống. Mình thấy tâm hồn của mình nó an vui. Chúa cho mình có được cái cảm nghiệm đấy. Cái cảm nghiệm về nghịch lý của sự sống. Và ngược lại Chúa cũng cho mình cái cảm nghiệm được cái điều mà mình nói là nhiều khi tưởng là sống mà hóa ra là chết. Là biết đâu một lúc nào đó mình cũng lăn vào để đi tìm sự sống trong những thỏa mãn này, thỏa mãn khác. Thế nhưng mà chỉ ngay sau đó thôi, mình thấy sao tâm hồn nó trống rỗng vậy, nó bất an vậy, và cái nỗi buồn nó kéo dài vậy. Đấy, nó không còn là lý thuyết nữa, mà là cái kinh nghiệm của đời sống. Thế khổ cái là cái lúc đấy thì chúng ta ngộ ra, nhưng mà hôm sau quên mất.
xong rồi lại tiếp tục đâu vào đấy thôi. Thành thử đó, tôi chọn cái lời của Mô-sê này về hai con đường để coi như kết thúc lớp học đã vậy mà kết thúc cái cuốn sách Đệ Nhị Luật nữa, thì đấy là điều mà chúng ta thỉnh thoảng cũng nên đọc lại để suy nghĩ cho đời sống đức tin của mình. Cảm ơn các anh chị. Trước nhàn thánh Chúa Trời, trong con
đất dành, đất dành cho kẻ sân. Tôi sẽ bước đi trước nhan thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho kẻ yêu chung. Vâng, lạy Chúa, thân này là tôi tớ của Ngài, con của nữ tỳ Ngài, xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi. Thánh Chúa Trời, trong có đất lành, đất dành cho.